Mientras tanto. Nací de Chang también con un pan, ¿no? Ăn có cái chút rồi tan hồ rẻ nè. Nét nè, nét nè, nét ạ. Nét đi. Đấy. Nó sẽ động á. Này. Đó. Đi khai. Cái này. Cái này 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 này. Nè, mất tới dưới dùng khu dưới ta ta nè. Đó này. Ây dù ơi. Đó này. Quá nguy hiểm. Nên hắn bữa nay thì không có bắn rồi, bạn nhau. Ừ, chỗ đó là chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, chỗ dư âm của ngày Tết. Mà phải làm món thịt chéo. Thịt chéo các bếp này. Ơ, mình thằng có giám đốc à? Này giám đốc nè. Đúng chuẩn giám đốc quá mẹ, ngồi chân ghế giám đốc em thằng tải giám đốc à. Nhưng phải ít tiêu dây nữa. Cảm chân ít dung cho tin giám đốc hả? À. Cà phê nhỉ? Phải? Thế bạn mà. Thế bạn tại vì tổ tin giám đốc mà. Hay là cá muôm. Cứ gì cá mòn à, mòn gì. Cứ tụ rẻ lồ.
Ừ. Đồng ơi. Chúng ta ăn chừng không biết mấy cái tôi. Ừ. Thế là chừng như em khá sốt chừng như vậy. Nhìn cái tấm tôi nghĩ là chắc chắn là. Nhìn Thôi nhà. Hạt tiêu. Ủa gì? Có gì nữa? Ồ, tôi che. Rồi, khoan nở hết rồi. Tôi nào có một tỉa khun lâu quá không vào vườn rồi, xem cây đó nở hết rồi, có một cây phong lan qua đi qua lại đó, nên là cũng chuẩn bị nở rồi đấy, tại vì đẹp quá. Quá tuyệt vời. Đó. Thơ. Kinh rồi à. Nét đi nào. Ô, đây. Nhà có mỗi mấy cây phong địa lan. Địa lan đẻo mà. Ây ạ, ây ạ. Ôi dồi. Nó chỉ để tao ta để thắc mắc lại mà nó. Chỉ nhìn nhìn nhàng sẽ to y no to y lưỡi chế tam tê tham nhân ạ. Đấy, che sẽ phân bước bị béo ha. Che tham nhân chọn yêu. Phú kinh châu hả? Phú mà ồ nó cứ cái tài nhà tức bấn alo, nhà tức lẩu alo nè. Ồ, chân á, ồ. Bỏ nhà lẩu cái chỗ nhà. Nó chờ. Nó nè mà y nó. Hả? Em đỡ hả nó? Bia nó. Để bia nó sẽ khai cái cống ha. Giỏi nhất ạ. Toan. Đây nha. Nó khá ẩm hoa nhàn lưu. Sắp tí này. Ơ, mấy cái lọ này còn chưa bóc đâu. Mấy cái lọ này chưa bóc đâu. Ồ, bóc nhỏ. Bóc rồi. Mình kêu có giỏ hồ. Mình phải bình trang đấy. Chứ nó trắng trắng. Tôi trắng trắng. Ủa mà cái hít thì khuấn. Ủa trắng mà chẳng mà cái bình trắng.
不过你做准啊，他今天叫你，那你快去开准备了不？快点学啊喏！ 你是干你干你我呢？对，干你干专业的啊，专的。对，这东西我。你看，这不过来打我，这等等半夜的，那这东西。你这嘴大哦，你这个搞搞不呢？我的你呢？ 我们来看展嘛，怎么不得看呢？那去上班。